Hello 500 anh em anime, câu chuyện hôm nay xoay quanh một thanh niên bất tài vô dụng ở đáy xã hội nhưng lại được may mắn chuyển sinh thành đệ thất hoàng tử mang trong mình phép thuật cao quý. Cậu sẽ sống cuộc đời thứ hai này như thế nào? Hãy cùng đón xem ngay nhé. Trước mắt cậu là một đám quý tộc, tên đứng đầu như bố thí mà bảo cậu hãy tung một chiêu phép thuật thử xem. Đôi mắt nhún đỏ ngừng lên, cậu cố sức niệm phép, pháp thuật đó như một cơn gió phất qua bộ áo quý tộc. Những tiếng cười khinh miệt vang lên, đúng là dân thường thấp kém, tên quý tộc lên tiếng hắn nói đối với một pháp sư quan trọng nhất là phả hệ sau đó mới đến tài năng và cố gắng đây là lời cha đẻ pháp sư kiêu Liung bo giờ âu để lại tên quý tộc tung ma pháp đốt cháy cậu tiếng la hét đau đớn vang lên tưởng chừng cậu sẽ hận bọn họ nhưng không cậu đang cười cậu đang thưởng thức ma pháp của một quý tộc cảm giác nóng cháy cảm giác phấn khích đang xen nhau trong mắt cậu mọi thứ rất đẹp cậu muốn học thêm nhiều lắm cậu chìm vào bóng tối mở mắt ra cậu thấy những người khổng lồ theo thói quen niệm phép hỏa cầu ma pháp mạnh mẽ làm nổ tung trần nhà trước sự ngỡ ngàng của thị nữ một thời gian sau các thị nữ vất vả tìm kiếm đệ thất hoàng tử lén lút nhìn thị nữ đi rồi cậu chạy đi đúng vậy cậu đã tái sinh rồi kiếp trước cậu chỉ là một dân thường chẳng biết sao lại được thành hoàng tử nhưng cậu vẫn giữ lập trường như trước đó là xem hết tất cả sách ma pháp trong cung điện cậu thích thú lắm lôi y mừng như bắt được vàng rút cuốn sách ra đọc thì bị thị nữ sifa bắt chọn lôi y luyện tập chiến đấu cùng sifa ánh kiếm mờ ảo hai người liên tục ra chiêu cuối cùng cậu bị hất văng ra cậu chán nản bảo thất hoàng tử không cần kế vị nên cần gì học kiếm thuật chớ Sifa không đồng ý, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Lôi Y biết nếu không kết thúc nhanh sẽ bị kéo dài tới tối. Cậu quyết chiến tiếp, Sifa hiện tại nương tay với cậu lắm, cậu còn ăn gian xài phép thuật nữa, nhưng do khác biệt về tuổi tác và lực tay cậu đánh thua, như thế cậu chơi ăn gian tiếp, cả hai đấu ngày càng gây cấn. Cuối cùng, cậu vẫn bị Sifa đánh ngã, cô biết cậu ăn gian rồi, dừng phép kéo dài kiếm gỗ và thuật lơ lửng để ngang bằng cô. Sifa không tức giận mà còn thấy cậu đáng yêu, cậu còn dùng hai phép cùng lúc mà các vị pháp sư khác khó mà sử dụng được cô vui vẻ ôm cậu đung đưa loi y thầm đổ mồ hôi may mà còn hai phép nữa si pha không phát hiện buổi chiều lôi y bị các thị nữ bắt tắm cùng nhau kháng cự của cậu là vô ích để được buổi tối chăm cậu ngủ mà các hầu gái cùng nhau kể chuyện hù dọa cậu đó là dưới tầm ngầm hoàng cung có rất nhiều cấm thư ở đó giam giữ một con quỷ mạnh mẽ nhìn cậu cúi đầu các hầu gái tưởng cậu sợ ai nấy đều chìm trong sự dễ thương này cuối cùng nhân lúc các cô tranh cãi tối ai được ngủ với cậu thì cậu chuồn xuống tầm hầm đi qua hai binh lính một cách nhẹ nhàng, mặc kệ hai người nói khó ai mà đi xuống nhưng đi qua được còn phải vượt qua phong ấn ở cửa do cái đại pháp sư liên hợp cùng nhau xây dựng, nhưng nó dễ dàng phá giải với cậu. Đi vào phòng, Lôi Y vui vẻ nhảy nhót xem sách khắp nơi, đang lúc chìm trong biển sách thì một tiếng nói xa lạ vang lên, đó là con quỷ bị phong ấn trong cấm thư, nó tên là Di mơ nó dụ dỗ cậu mở phong ấn cho nó, để đáp lễ nó sẽ tặng vàng nhưng đó chỉ là phép tàng tàng trong mắt Lôi Y. Cậu bảo sẽ khóa phong ấn lại vì con quỷ gây đe dọa đến đất nước này cũng như là cơ sở để nghiên cứu ma pháp của cậu. Cuối cùng con quỷ nói dạy cậu pháp thuật cổ xưa bị thất truyền mới khiến cậu mở khóa phong ấn cho nó. Nhưng nó lật mặt ngay tung pháp thuật hắc ám tới cậu, phép thuật mạnh mẽ đó lại chẳng ảnh hưởng tới cậu. Đứng trong lồng phòng hộ nhìn con quỷ tung chiêu để cậu học theo. Cậu điên cuồng đến để ma pháp tổn thương ngón tay mình, như đó chẳng đủ cậu bảo nó tiếp đi khiến nó tức giận tung kỹ năng mạnh nhất của nó. Niệm chú đôi, mặc kệ nó làm gì cậu chỉ suy nghĩ nguyên lý pháp thuật của con quỷ, đến khi con quỷ nhận ra mình chọc phải thứ quái vật nó muốn chạy trốn nhưng không kịp đến lúc cậu muốn dừng cuộc thí nghiệm này rồi một pháp thuật quen thuộc ma pháp viêm cầu trong tay cậu thành bom nguyên tử thua cuộc rồi con quỷ hành mọn nịnh nọt cậu thắc mắc phải xài pháp thuật đến đâu quỷ mới chết khiến nó sợ khiếp nó xin làm thuộc hạ dạy phép cho cậu giả bộ quy thuận nó chưa từ bỏ ý xấu nhưng khi chạm vào cơ thể cậu nó thấy được ma lực vô biên khiến nó từ bỏ ý định hoàng tử alber đến để thăm eo lo một cách bất ngờ đang cùng eo lo đọc thêm sách về phép thuật thì Jim phát hiện có người đến nên đã nhanh chóng nấp. Amber sinh ra đã có danh phận cao quý, văn võ song toàn, được mọi người rất yêu quý và đặc biệt là người mà mọi người đề cử để kế nhiệm vị trí của vua cha. Anh mời eo lo tập luyện, chả mấy khi có dịp như thế, cậu cũng biểu diễn nhưng cũng không cần quá nổi bật, chỉ cần thể hiện rằng mình biết dùng ma lực là được. Vì vậy mà cậu bị tên lính khinh thường, đúng là không biết tự lượng sức. Amber rời đi, đây là cơ hội để cô luyện tập chiêu thức mới cậu muốn thử chiêu thức của quỷ nên phải nhờ cái miệng nhỏ của Jimmo để niệm chú liên hoàn thì mới được. Eo mà bật mút nghiêm túc lên thì trời đất cũng rung chuyển. Jimmo và cậu cùng niệm chú cùng lúc, còn là hai phép khác nhau, thế mà lại hòa thành một, làm rung chuyển cả thị trấn cơ mà. Khi nãy lúc Eo lo đánh sượt trên đỉnh của mục tiêu, Amber đã biết đó là do cố ý, còn thừa nhận rằng em trai của cậu rất có năng lực. Anh đang nghỉ ngơi trong phòng thì thấy trời tối sầm đi, thì ra là do em trai cưng của cậu gây họa. Suýt chút nữa là Eo lo đã thổi bay cả bầu trời luôn rồi, may mà bầu trời có sức hút lại kịp nếu không thì đã ảnh hưởng đến người dân rồi vụ việc này đã lọt vào tai mắt của nhà báo từ đây cậu cũng biết được hoàng tử Amber cấp độ mạo hiểm giả hàng a chinh phục các hầm ngục cấp cao và vật phẩm phép thuật Elo rất muốn đi nhưng lại không thể rời hoàng cung quá lâu chính vì thế mà cậu đã dùng phép thuật hệ cổ thụ biến quả sồi thành một bản sao của mình bản sao này không chỉ giống thôi mà còn biết nhảy nhót cử động linh hoạt nhưng như thế thì không đủ để đánh lừa Simpha được thế là Jimmo phải xuất linh hồn vào bản sao đó rồi sau đó còn phải phân đôi cơ thể để vào bàn tay của eo lo nữa làm linh thú của linh thú thì cũng không hề được an nhàn chút nào dù sao cũng đã trốn thoát thành công đang ngưng ngác thì eo lo nhìn thấy một cô gái với thân thủ rất mạnh chỉ vài chiêu đã đánh bại được bọn quái vật vừa nhìn qua là eo lo đã biết cô gái này tận dụng võ lực và cả khí pháp để đánh bại quái vật thoáng chốt thì cô gái này đã phát hiện ra eo lo nhưng để ra mặt thì cậu cần biến đổi chút ít vậy là cậu tự xưng là robert với ngoại hình là kết hợp của eo lo và amber còn cô gái võ sư kia là tao đã rất lâu rồi cô không dính vào tình ý nhưng nay quyết phải chọn robert làm bạn trai mới được ai bảo robert đẹp trai hết phần thiên hạ luôn chứ thế là cả hai là bạn đồng hành trong việc chinh phục hầm ngục tao đã thể hiện hết tài năng mà tên ngốc robert lại chẳng hề để ý mà chỉ chăm chăm vào những viên đá phát sáng năng lực của cô gái này cũng rất đáng nể chỉ vài chiêu nhỏ mà lũ quái vật đã ngã quỵ nhờ thế mà họ mới thuận lợi tiến vào sâu trong hầm ngục trong lúc ăn tối cậu đã học thêm về khí pháp và luyện tập nó thử nhưng pháp thuật này quá khó Elo nhanh chóng học theo những gì mà Tao chỉ dạy, với cậu khí pháp là điều cũng rất thú vị, khí pháp ở đại lục thì không được xem trọng đến thế. Tao thấy được năng lực của Elo nên hứa rằng sẽ dạy cậu thêm về khí pháp. Trong lúc chinh phục hầm ngục, cô nàng đã dạy cho cậu nhiều thứ, giờ chỉ còn việc mở dương kho báu xem có gì thôi. Jimmo ở nhà thì cũng không mấy yên lành, cô hầu gái Simpha đã đến thăm cậu rồi. Đang nói chuyện thì bất ngờ từ trong dương vụt ra một chiêu rất nguy hiểm. Từ trong dương hiện ra một thần chết, đó chính là Lít, trùm cuối của hầm ngục lần này thì gây go rồi lít là con quái vật rất bá đạo và khó lường chính vì thế mà tao đã đánh bay cậu ra ngoài thay vì chết khi phải đối phó với nó robot thì không hiểu sao phải bị đánh bay ra ngoài tiện tay tiêu diệt vài con quái vật nhãi danh lúc này jimmo lại bị ngưng ác vì phải đối phó với cô simpha về tao cô phải chống cự rất vất vả trước quái vật lít cô nghĩ chắc robot đã thoát ra khỏi đây được rồi thế thì cô cũng phải nhanh chóng rời đi thôi quái vật lít thì nhận ra được khí công công trong người cô còn chê là nó chẳng đáng để hắn ăn linh hồn nữa ngược lại hắn lại rất hứng thú với robert tao nghe thế thì điên lên liên tục tấn công vào kết giới của đối phương nhưng cô lại chẳng làm được gì coi như đã phí một đời khổ luyện nhưng robert đã quay trở lại kết giới của cậu còn cứng hơn cả tên kia nữa quái vật lít nhìn thế mà không thể phá vỡ được kết giới của l cậu muốn dùng khí pháp và pháp thuật của mình kết hợp với nhau nhưng kết giới vướng víu quá nên cậu phải đành phá nó lít nhân cơ hội tấn công trực diện nhưng lại chẳng động vào được sợi tóc của cậu đến lúc robert phản công cậu đã sử dụng thành công chiêu thức mới làm cho tên lít không thể phản kháng nổi robot tung chiêu quyết định chỉ một nhát thôi đã đủ làm cắt đôi kết giới lẫn tên lít kia vất vả thế mà phần thưởng lại chỉ là một con dao cũ kỹ thật là tốn sức mà sau khi lấy phần thưởng hầm ngục biến mất thế mà robot lại ngây ngô bám lấy chiếc dương mà không chạy trốn robot giờ phải quay về hoàng cung vì sắp có biến lớn rồi cậu tạm biệt tao và vội vã về nhà về đến nơi eo lo thấy jimmo thương tích đầy mình và nằm vất vưởng thì ra là cô hầu gái simfa đã có một buổi dạy kiếm pháp kết quả là Jimmo hưởng đủ đòn không trượt phát nào. Eller cải tạo lại con dao kia, quả thật nó đã được khảm dịch tủy phép thuật. Công dụng của nó là ban phát sức mạnh, chỉ cần dùng lõi của hầm ngục thì sẽ có thể tạo ra chất khảm cho rất nhiều vũ khí. Quả thật là nó cũng không vô dụng mấy nhỉ. Vậy là chỉ cần điều chế pháp thuật trên nó và sử dụng thêm bạc và dầu nữa thì sẽ thành những món vũ khí vô cùng lợi hại. Bạc thì cậu lấy từ chỗ của vua cha, còn dầu thì cậu đã giao kèo với Simpha rằng thắng được một chiêu kiếm thì sẽ có. Năng lực của cậu như thế vậy mà hôm trước lại bị cô đánh tan tành. Simpha rất kỳ vọng về năng lực của cậu. Với cô, vị hoàng tử này có vẻ rất đặc biệt. Sau khi đủ nguyên liệu thì cậu vào phòng điều chế theo hệ tâm linh. Sau một hồi pha pha chế chế thì cậu và Jimmo cũng cho ra được loại dung dịch để khảm trên vũ khí. Giờ chỉ còn cần vũ khí mà thôi, eo lo đến nơi anh trai mình và xin kiếm từ quân lính của anh. Binh lính nghe thì đành tự nguyện giao nộp vũ khí với tinh thần là đã mất nó từ trước rồi. Thôi thì đành chịu vậy, dù sao nó cũng sẽ mất. Eo lo mang về và dùng phép thuật khảm lên nó. Sau quá trình khảm vất vả, từ 120 cây kiếm ban đầu chỉ thành công được 70 cây. Thật ra còn có thể khảm được nhiều hơn nhưng do Eo Lo tham lam muốn tăng sức mạnh lên nhiều nữa nên kiếm bị vỡ. Phép ban phát này của Eo cũng quá nguy hiểm rồi. Amber thấy vậy thì rất hoảng hốt. Ngay cả pháp sư chuyên nghiệp cũng chỉ thành công được 10%. Vậy mà em trai cậu lại giỏi đến thế. Các cây kiếm sau khi điều chế ở một tầm cao khác, các quân lính cũng rất vui khi nhận lại được binh khí. Có một cây kiếm được khảm rất tinh xảo và có sức mạnh rất lớn. Amber đề nghị em trai mình cùng nhau đi săn quái. Eo lo rất vui và đồng ý ngay, Simpha chở hai hoàng tử đi dạo thị trấn. Eo lo thì ngủ rất ngon trên cánh tay của anh trai. Khung cảnh người dân lao động mua bán ở đây rất yên bình và vui vẻ. Cả đoàn quân tiến vào khu rừng, nơi mà họ đến săn quái vật. Eo lo rất vui vì chẳng mấy khi được ra ngoài thế này. Đang nói chuyện vui vẻ thì có bọn cây bon đến mai phục. Simpha và Amber nhanh chóng xuất chiêu tiêu diệt bọn chúng còn Eo lo thì thư thả sử dụng khí pháp để nhận biết khí lực đang bao quanh khu rừng này đang thư thả thì có một con quái vật đến tấn công cậu bất ngờ may mà có binh lính xử lý kịp binh pháp đã được khảm phép thuật của cậu thật đáng nể nó vừa bén vừa có tốc độ rất nhanh Amber và Simpha sau khi xử lý xong cũng đến khen thưởng đứa em trai đáng tiền này. Chợt có con quái vật lao tới và người xuất hiện đánh bại nó chính là Tao. Eo lo công nhịn được mà thể hiện sự bất ngờ, làm cho cô có chút nghi ngờ. Tao thấy thế thì cũng ngạc nhiên vì nếu sử dụng khí pháp như vậy thì chỉ có Robert mà thôi. Vừa gặp nhau mà Tao và Simpha đã có ác ý với nhau rồi, không phải là do eo lo đấy chứ. Đêm đó, mọi người đóng doanh trại ở gần hồ lúc này Tao mới biết Amber là hoàng tử nhưng vẫn không thể không nghi ngờ cậu nhóc kia. Thế là eo lo phải đi vào lều để tránh mặt. Nhưng Simpha cũng đang thay đồ ở đây, cậu vừa chui vào lều thì tiện thể chui vào bờ ngực mềm của cô. Tối nay cô ấy sẽ ngủ cùng cậu để bảo vệ hoàng tử. Tao đi vào lều thì thấy cảnh tượng này và thế là Simpha và Tao lao vào choảng nhau, suýt nữa thì đánh nhau. Tao thì gọi đối thủ là hầu gái dâm đãng, còn Simpha thì đứng cười vì Tao lại không có được vị trí đó. Phụ nữ quá là đáng sợ mà, bỗng nhiên có một con quái vật to lớn lao ra, lại là một trận chiến hay nữa đây. Thì ra đó là Lang Hùng, Eo Lo nấp sau Simpha để tránh. Tao và Amber cũng ra tay để tấn công chúng. Amber chỉ cần tung ra một chiêu là đã có thể tiêu diệt hết bọn quái vật, quả là không hổ danh là hoàng tử. Zimmo thì không chú ý mấy, chỉ để tâm đến ngôi đền trên đỉnh núi, đó là nơi phong ấn quỷ. Con quái vật sau khi đánh bại lại sống dậy, bên trong nó có con quỷ Bazuzu. Bọn quái vậy này còn có khả năng phục hồi ngay lập tức. Con quỷ này có khả năng thao túng pháp lực, nếu không tiêu diệt con quỷ thì không xong đâu. Chúng làm cho bầu không khí này quá ô nhiễm. Ximpha từ đầu đã định đứng một bên bảo vệ Lo nhưng không thể chịu được nữa. Dám để cho hoàng tử chịu cái không khí ghê tởm này, thật là không thể tha thứ được nữa mà. Cô xông lên dùng một chiêu và làm tổn hại đến con quỷ bên trong. Quá trình hồi phục của những quái vật còn lại cũng chậm hơn, thì ra đây là điểm yếu. Còn Zimor và Lo thì đang học việc thay đổi pháp lực. Lo đã tạo ra một pháp lực chuyển đổi hình bông hoa rất đẹp, còn thơm nữa. Simpha thì vẫn đang chiến đấu với bọn quái vật đó, con quỷ còn ngông cuồng bảo là sẽ chặt từng miếng thịt của Ello. Simfa nghe thế thì đứng yên nuôi cơn giận, con quỷ nhân lúc đó mà vồ lấy nút chừng cô, nhưng không Simfa đã dùng xong kiếm thuật xẻ con quái vật ra làm đôi, làm lộ ra nguyên hình của con quái vật hôi hám, kiếm pháp và thân thủ của cô quả thật không đáng để làm một phú em. Simpha lạnh lùng vung lưỡi kiếm, cảm giác tựa thiên thần giữa ánh trăng đêm, mọi người nhìn thấy thì đều sợ hãi tím mặt, đó chính là con người thật của Simfa khi nghiêm túc. Ai dám động đến hoàng tử Ello? đều là kẻ thù của Simpha. Tưởng chừng hạ gục con quỷ nhưng nó lại thả ra khí độc khiến chiến cuộc thay đổi. Nó nhân lúc Simpha không thể đánh trả mà tấn công may mà có Tao cản giúp. Simpha cố gắng đứng vững nhưng cô không thể trụ được mà gục ngã. Tao nhờ có khí công mà kiên trì được một lúc nhưng vẫn bị con quỷ vờn quanh mà chưa đủ cô. Con quỷ giam cầm cô biến thái liếm láp, mùi thối của nó khiến Tao không chịu nổi bực tức dùng chiêu mạnh. Chưa kỳ phục hồi thì đám quái vật đã tỉnh lại. Con quỷ thả thêm chứng khí nhưng Tao chẳng chịu thua cô còn bảo nó chuẩn bị tinh thần bị hạ gục đi con quỷ mặc kệ lời nhảm nhí đó, nó giờ đang cam thủ simpha muốn tính sổ. lúc này lơ bình thản đứng trong khí độc mà vọc nước. đang lúc nó tự hào không ai có thể chống lại chứng khí của mình thì nghe tiếng cậu tiếp lời. con quỷ sốc hẳn chẳng hiểu sao cậu lại bình thường. nó còn chê cười hình dáng của gimmer nữa. gimmer tính cho nó lời khuyên nhưng nó làm vậy nên gimmer đành khóc tang cho nó thôi. lúc này nó gọi lang hùng tấn công. cùng lúc đó lơ cũng thử phép mới học. cậu nhẹ nhàng dùng ít sức mạnh khiến các lang hùng bị mê hoặc. đen mơ còn bị mê hoặc mà. Eller cũng nhớ đến con lang hùng nuốt Tao nên nhờ nó nhả ra. Con quỷ lúc này sợ không chịu được, nó muốn điều khiển lang hùng như những chú cún con đã nhớ ra ai giết cha mẹ mình mà tấn công con quỷ. Nhưng cả nhóm vẫn thua cuộc trước con quỷ cường đại, nó chỉ mặt Eller mà nói dù cậu có tung bao nhiêu ma thuật thì quỷ cũng sẽ không chết đâu. Nó tung chiêu thức mạnh nhất, Eller chỉ thấy thú vị, cậu muốn thử xem quỷ không chết được hay là phép thuật chưa đủ để nó chết. Trước ma lực vô biên của Eller, con quỷ như con kiến dưới chân núi, Eller cười điên cuồng dùng phép muốn nhốt nó vào lồng con quỷ chạy trốn với tốc độ cực nhanh nhưng nó chẳng thoát khỏi bị nhốt vào kết giới không gian nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó Euler triển khai đọc chú cao tốc từng phép thuật trộn lẫn vào nhau khiến nó sợ hãi phép thuật đẹp mắt chiếu sáng lồng giam không gian tỏa sáng lấp lánh trong mắt Euler cậu nghĩ nên để nó chiếu sáng 30 phút nhỉ mới qua một lát Euler buồn phiền mà gọi nó con quỷ lúc này như con cá khô bị phai màu nó không ngờ qua suốt hàng trăm năm nó sống trong đau khổ sử dụng quái vật để thống trị thế giới sao mà dễ bị lật mặt nhanh quá lúc này Amber cũng đã tỉnh lại. Euler nhanh chóng giả bộ đến đó kể là do một pháp sư tên Jobber khác tiêu diệt con quỷ mọi người vui mừng ôm cậu. Bên này, Gimer hấp thu năng lượng còn sót lại của con quỷ. Gimer muốn thử lật đổ nhóc quỷ danh nhưng mà chắc đợi lần sau. Amber và Euler hồi cung báo cáo cho vua cha. Anh cũng kể về pháp sư tên Jobber và cô gái hỗ trợ mình Tao. Chưa kịp cảm ơn thì cô ấy tìm Jobber. Nhân lúc này nhị hoàng tử chính trực đã đề cử Euler vào danh sách người thừa kế. Anh cảm thấy Euler đã đủ mọi tính chất làm người thừa kế, đừng vì tuổi nhỏ mà bỏ lỡ và hát cũng sẽ không chịu thua họ sẽ tranh giành công bằng quốc vương vui vẻ cười ông cho phép eller cùng chiến đấu với các anh trai nhưng bị cậu từ chối ở trong khu vườn hoàng gia tiếng cười của eller vang vọng bé lang hùng ôm trầm lấy cậu eller vui vẻ sờ lang hùng thấy thế ghi mơ giận lắm nên biến mình thành bông xù theo cậu đặt tên lang hùng là shizo cậu muốn tìm cách ra lệnh mà shizo hiểu việc này chắc phải học hỏi các bậc thầy quái vật eller rất háo hức mong chờ lần học phép thuật sắp tới đứng trên cao nhìn lơ Quốc Vương càng mong chờ tương lai sau này của cậu. Sizo dễ dàng thực hiện các mệnh lệnh cơ bản theo Euler nhưng những mệnh lệnh khó cậu viết ra thì bé không hiểu đành phải đến tham khảo chuyên gia về quái vật. Đến một khu rừng toàn các loài động vật, đây là nơi ở của chị cậu, Lục công chúa Alisa, chị thứ ba của cậu. Lúc này, một cô gái tóc hồng nhảy từ trên bậc thang xuống ôm lấy cậu, một nụ hôn chào mừng khiến Euler ngất xỉu, các hầu gái người thì ôm lấy hoàng tử mình, người thì la giày công chúa của mình. Cô công chúa dễ thương đúng là rất yêu quý động vật, nhưng cô ấy chẳng hiểu gì về pháp lực hết. Elle đành nhờ chị gái cho mình xem quái vật của chị. Chẳng ngờ Lizu đã đứng sau hai người lúc nào và lấy đi băng đô của Simpha, nó tránh được cả khí công của cậu. Nó được ra lệnh lấy đi băng đô và chờ ở đó, chị ấy ra lệnh mà chẳng cần cử chỉ nào, đúng là quá tuyệt, cậu năn nỉ chị gái dạy. Alice bảo đó chính là dùng tình yêu, chỉ cần có yêu là có thể điều khiển được. Người hầu đành giải thích đó là cách nghĩ của thiên tài hoặc là lấy bản thân làm mồi dụ thôi khiến Alice giận. Cô điều khiến các bé con của mình yêu thương bọn họ. Eller lúc này cũng hiểu ra, chị gái không phải ra lệnh mà là chia sẻ. Cậu thấy được lúc chị ra lệnh không phải từ cử chỉ mà từ tâm trí. Lúc này, cậu kết nối được với si do, chạy ba vòng rồi sủa. Cậu hiểu nguyên lý ra lệnh nhưng không thể chối bỏ tình yêu được. Euler đồng ý quan điểm Alice vì nếu không có đồng cảm thì làm sao động vật nghe theo mình được. Sự đáng yêu của cậu khiến cả đám chật vật mới thoát được khỏi. Simpha và Euler đi về, cô muốn cậu tập kiếm thuật với mình. May mà có anh trai Amber dành cậu thoát khỏi số kiếp. Amber muốn Euler gặp một người đó là anh trai cậu. Tứ hoàng tử, Gian, họ tới lò rèn của Gian, vì Gian không tin Euler có thể khảm phép vào kiếm Amber nên anh muốn cậu bây giờ làm cho mình xem. Bởi vì, Gian là một người học rèn, anh ấy sẵn sàng đi du học vì nước vì dân. Ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Euler, anh ta không tin nhưng theo từng nét vẽ của cậu, mặt Gian hóa đá, Euler chẳng cần làm theo quy luật gì mà đã khảm phép vào được. Gian vui mừng bế Euler lên, anh ấy đã tìm ra người có thể giúp mình tạo ra thanh kiếm phép mạnh nhất anh muốn tạo một thanh kiếm phép mà người không biết dùng phép cũng có thể sử dụng được cậu tràn ngập hứng thú mà giúp gian xin ở ngoài cũng vào giúp nhưng vẫn không thành công eo lơ rơi vào thế bí ghi lén vào nhận ra dịch tủy này chưa được lọc là do anh trai cậu mua nó rất rẻ không có bột đỏ từ lõi quái vật xin đành gợi ý sao cậu không đi hầm ngục khiến cậu hốt hoảng may mà cô ấy chỉ tâm lý muốn câu đi trải nghiệm làm mạo hiểm giả đến hiệp hội đăng ký với xin cậu căng thẳng vì đến bước đo năng lực bản thân sự phát nổ quả cầu cậu đành đè nén sức mạnh dưới 10%. Nhưng pháp lực của cậu vẫn được a, nhưng tổng thể là e, cô Tiếp Tân vui mừng vì cậu là một mầm non tốt có thể sang với công chúa kiếm bạc. Nghe đến danh hiệu này, mấy tên phía sau như bị xúc phạm, vì công chúa kiếm bạc là một truyền kỳ, đó là mạo hiểm giả cấp S, nhưng chúng không ngờ sim pha là công chúa kiếm bạc, nhưng vì giờ cô đăng ký lại nên rớt xuống hạng C và L thì mới đăng ký nên không được vượt hầm ngục. Lúc này, Tao xuất hiện đã giúp họ đi được hầm ngục. Trên đường, cậu cũng kể công dụng về hộp báu trong hầm ngục. Ở hoàng cung, Ember và Gina trò chuyện biết sắp xảy ra chiến tranh nên di càng gấp gáp muốn tạo ra thanh kiếm phép và người hỗ trợ anh cũng đã mang chiến lợi phẩm về cuối cùng suôn sẻ tạo ra kiếm pháp nhưng sức mạnh to lớn của nó khiến cả hai anh trai há hốc mồm sau khi điều chỉnh phép giảm suất có thể sản xuất hàng loạt lơ vui vẻ ngã xuống giường nghỉ ngơi nhưng cậu nhận ra có thứ gì trong vườn không thấy rõ đến cả si rô nhạy bén cũng không nhận ra một người bí ẩn xuất hiện trong sân cậu như tia chớp bay xuống đài phun nước thuận tay lập phép thuật hệ gió lồng trời cậu muốn nói chuyện với người bí ẩn nhưng cô ta không muốn Áo choàng cô ấy cởi ra một mùi hương lạ lùng xuất hiện, cậu nhận ra là độc nhanh chóng thanh lọc nhưng vẫn không được. lơ nghĩ đến thanh lọc là phép thuật giải các loại độc đã biết, mà pháp lực có thể thay đổi thuộc tính độc. Có những người mà khi sinh ra có pháp lực đặc biệt có thể gây hại cho những người xung quanh, họ bị bài trừ gọi là kẻ bị nguyền. Cô nói mình kẻ bị nguyền bởi độc gọi là gen bướm độc, sau đó cô nhẹ nhàng phá vỡ kết giới đi. lơ cảm thấy vô cùng thú vị, cậu thả cô đi để tìm thấy hang ổ thật sự, vì cậu nhận ra gen là người của hội sát thủ, những người trong đó có thể là kẻ bị nguyền nhiều khi còn có đặc tính khác nhau thú vị lắm. Eller đợi Jim lơ cột tóc cho mình rồi cậu bắt đầu truy đuổi, lúc này Simpha cũng chạy đến nhưng không theo kịp cậu. Gen trở về báo cáo, người to con không đồng tình cô tha cho Eller, chưa nói xong, chị gái tóc trắng đã phát hiện ra Eller. Cậu đứng trước mặt họ cảm thấy thích thú mà giải trừ kết giới bảo vệ, thủ thế thách thức hội sát thủ. Tóc xanh tấn công trước, thân thể dẻo dai linh hoạt của anh ta tấn công cậu qua từng kẽ hở, anh ta là người bị nguyền với cơ thể mềm dẻo, có biệt hiệu là Babylon chuột khổng lồ. Đột nhiên, người đeo mặt nạ quạ đứng sau đọc lệnh cơ thể cậu khuỵ xuống cậu ta là do quạ đêm kẻ bị nguyền với sức mạnh niệm bùa chú tên to con nhất là galia người nhện biến pháp lực cơ thể thành chất nhầy cậu phải sử dụng chiêu kim thiền thoát xác mới né được lúc này chị gái tóc dài tấn công tới tấp vào cậu cô tự đâm vào đùi mình bên kia eolơ xuất hiện vết thương tương tự chị gái tên talia bách thương chia sẻ vết thương với kẻ địch trong tầm mắt sau màn giới thiệu tưởng chừng eolơ sẽ sợ nhưng cậu càng thích thú hơn tăng cường phép thuật lên mảnh vải trên tay cậu thủ thế như simfa công chúa kiếm bạc một người gây ám ảnh cho hội sát thủ cậu điên cuồng lao tới hạ gục được babylon dẻo dai nhẹ nhàng né khỏi tấn công của to con và mỏ quạ hạ được mỏ quạ tiếp đến là chị gái talia mặc kệ uy hiếp có thể bị phản ngược cậu cười vui vì phản ngược rồi cậu nhanh tay đấm bay tên to con cậu muốn đến gần gen kêu cô thử phát tán đọc nhưng bị galia ngăn cản vì cô ấy không thể kiểm soát được Eller cũng để ý bọn họ không kiểm soát được pháp lực của mình, nếu mà họ có thể kiểm soát thì đã không bị gọi là kẻ bị nguyền galia tấn công nhưng bị cậu dùng một trường hạ gục gen tưởng galia đã bị giết cô điên cuồng tấn công lại cậu may mà galia ngăn lại anh ta đã kiểm soát được pháp lực đó là nhờ cậu yểm bùa lên nếu không thể điều hòa bên trong thì dùng tác động bên ngoài lần đầu nhưng mà cậu rất thành công galia hạnh phúc khóc lóc nhờ sự giúp đỡ của cậu mọi người thoát khỏi lời nguyền mọi người vui mừng mở tiệc và sửa lại đồ cho euler và họ cũng có điều muốn kể cho cậu nghe nhưng bị cậu từ chối nghe kể đến thủ lĩnh bọn họ là kẻ bị nguyền với khả năng dịch chuyển tức thời tên là chơi sói ảnh cậu mới chuyên tâm nghe kể là kẻ bị nguyền bởi mất tích tự động dịch chuyển ở nhiều nơi nhưng chơi là mot chàng trai tốt bụng và sôi nổi cậu thành lập hội sát thủ để giải quyết các vụ án khó để lại đồng xu biểu tượng của nhóm để chứng minh cho mọi người họ sẽ bảo vệ hòa bình thế giới từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người nhưng rồi chơi mất tích đột nhiên lúc này một bức thư dịch chuyển không gian đến bàn ăn ở đây một lúc sau sim đến đây chỉ còn lại bức thư của Euler, đem về hoàng cung Amber đọc thư mà tay chân run rẩy. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng với lãnh chúa Lôi Đót, anh lo lắng muốn khai chiến may mà có Gia nhắc nhở bình tĩnh, Eller không dễ bị bắt. Nhưng đẩy bầu không khí thêm căng thẳng đáng sợ là bộ áo dính sim Simpha đưa, Amber tức giận chuẩn bị ra lệnh xuất kích. Bên này, Eller dẫn theo hội sát thủ chơi thử cuộc chạy đua với thời gian. Bức thư được gửi đến, Chơi đã hạ gục lãnh chúa Lôi nên giờ anh thực hiện lời hứa, mời bọn họ về nhà. Cả đám cảm động phát khóc chuẩn bị đi, Gen muốn Eller đi cùng vì có gì cậu có thể giúp đỡ Chơi. Eller nói rõ cho cô hiểu. Bức thư này được đưa đến đây với tọa độ chính xác, thuật dịch chuyển là một phép rất khó nếu làm được như vậy người đó phải nắm giữ năng lực rất thành thạo hội sát thủ nghi ngờ chẳng lẽ trước giờ Chây đã nói dối họ tranh cãi có nên làm theo bức thư không nhưng gen rất tin tưởng Chây. Eo tính không đi nhưng sự cuốn hút của phép dịch chuyển khiến cậu hăng hái đi. Gen còn lo lắng. Eo búng chán cô bảo chuyện gì có cậu lo cho. Sự rộng lượng của cậu khiến mọi người cảm động. Nên mới xuất hiện cảnh bay siêu tốc khiến mọi người tàn tạ. Babylon bị xoắn đến mức không trở lại được bình thường. Gen sung phong việc đi săn nấu ăn. Lúc này mọi người cũng nhớ lại hồi đó gen từng là cô bé mồ côi vì độc mà cha mẹ đã mất cô bé phải ở trong rừng với thú được chơi cứu về sau một hồi thảo luận của đoàn đội cả nhóm chấp nhận nuôi gen alia sẽ giáo dục dâu và ta thì may đồ babylon thì nấu thuốc giúp cô không phát tán độc cuối cùng nhờ chơi nghiên cứu mà họ may được áo choàng kháng độc giúp gen có thể tiếp xúc với mọi người chơi còn tặng gen một cái kẹp tóc kỷ niệm sau đó gen đã xem chơi là anh trai của cô mọi người là gia đình trong lúc thưởng thức bữa ăn gen nấu cùng nghe tiếp câu chuyện về chơi nhé một ngày hiệp hội thông báo sẽ không truy nã họ nữa khiến mọi người vui vẻ ăn mừng lúc này chơi nói sự thật anh là con trai của lãnh chúa lôi đốt nhưng vì không chấp nhận được sự lãnh đạo tàn bạo của bố mẹ và anh trai mình họ muốn xâm lược các nước khác nên anh cần một đội giúp mình chống lại bố mẹ tưởng mọi người bất ngờ nhưng họ chẳng thấy sao cả dù cho chơi là ai hay có mục đích gì nhưng anh đã giúp mọi người có hy vọng và tiến về phía trước cảm động trước sự cảm thông của mọi người anh quyết thực hiện việc này một mình anh không muốn bọn họ vì ám sát giúp mình mà vi phạm luật hiệp hội anh muốn mọi người hứa với mình nếu như anh không trở lại thì cứ duy trì hội sát thủ luôn sống với tự do mà họ muốn còn nếu anh quay lại thì lúc đó anh đã trở thành lãnh chúa và chào đón con dân của mình đến ở Chơi quả thật là tốt bụng sau bữa ăn họ tiếp tục tiến về dinh thự Lơ đã ngủ say mất tiêu gen đành gợi ý để eller ở lại vì không biết chơi có bị lôi đét ép buộc viết thư hay không mọi người đồng ý ghi mơ đi theo vì sợ bọn họ có chuyện đến dinh thự khung cảnh náo nhiệt người ở khắp nơi không khí rộn ràng khiến hội sát thủ cảm thấy lạ đừng nhìn nhưng bị một người hầu phát hiện và họ chào đón nồng nhiệt sự chú ý của mọi người khiến hội sát thủ tay chân lúng cuống chẳng làm được gì hết lúc này chê cũng xuất hiện mọi người nghẹn ngào nhìn anh mà chẳng biết nói gì ghi mơ đẩy nhẹ gen tiến lên trước cô bé lâu ngày không gặp anh trai chỉ ngượng ngùng đứng đó khóc thôi thấy mọi thứ yên tâm ghi mơ quay lại chỗ eo lơ gọi cậu dậy chẳng ngờ chê thay đổi chú nguyền làm hội sát thủ quỳ dạp mọi người xung quanh đều lộ ra khuôn mặt quỷ quái chơi đi xung quanh giới thiệu bọn họ như món hàng cho lũ khách xung quanh chọn mơ nhanh tay phóng phép muốn họ rời đi nhưng bị chơi tung cú đá văng đến chỗ L. Zen ngỡ ngàng không hiểu kêu tên chơi. Lúc này bọn chúng lột ra bộ ra khoác trên người cười khúc khích kể. Chúng là quỷ được chơi mang về. Nó đến từ một nơi xa xôi vì có thứ nó muốn ở thuộc địa này nên mới đến đây. Con quỷ trong thân thể chơi là Jim Saon. Nó tán thưởng phép dịch chuyển tức thời, còn mô tả quá trình mà nó đã hành hạ chây đến mất lý trí mà chết đi. Vì bảo vệ bạn bè không bị quỷ xâm hại, chơi chấp nhận tự sát để rời khỏi bọn họ, nhưng chẳng hề gì. Nó hồi phục cho chơi lại, nỗ lực tìm chết nhưng lại thành công cốc chơi cứ lặp đi lặp lại cái chết cho đến khi biến mất bọn quỷ xung quanh gào thét muốn đổi cơ thể nó nâng đầu gen lên vì cô mới là người đáng lo nhất trong hội sát thủ nó giới thiệu gen là đứa đã giết bố mẹ mình mà nó dẫm vào ký ức đau khổ nhất của gen nó đánh giá bọn họ như món hàng mà muốn ăn thứ ngon nhất nhưng nhìn chú yểm của eo lưu trên tay gen khiến nó tức giận vì như con heo đang nuôi bị đính tên người khác vậy nó chú nguyền bắt gen khai tên yểm bùa ra nhưng ngay cả cắt nát lưỡi cô cũng không khai thấy thế nó càng tăng thêm chú nguyền Gây áp lực tinh thần lên cô, Gen rơi nước mắt cố gắng ngăn chặn cơ thể phát ra tiếng. Đột nhiên, một hàng phép thuật lan tràn khắp nơi, ánh sáng phép thuật sáng lấp lánh như vì sao rơi, chúng bộc phát sức mạnh khủng khiếp tạo một hố lửa ngay giữa sân. lơ dưới ánh trăng như vị thánh hạ phàm, cậu cần quét hết bọn quỷ mang đến hy vọng cho cô bé Gen đau khổ. Sau khi chữa trị cho Gen, lơ kêu mọi người mau trốn, còn bản thân đi đấu với tên quỷ. Lúc đám quỷ tay sai nghĩ sai me đã chết thì hắn xuất hiện đá văng tên quỷ mỏ xui kia xuống dung nham hắn kêu bầy quỷ đuổi theo hội sát thủ đang bỏ trốn nhưng eo đâu cho cậu dùng ma pháp bắn loạn xạ khiến chúng chết hơn một nửa eo lạnh lẽo nhìn gui lúc này đàn em hắn tấn công cậu hắn cũng sử dụng chú nguyền tấn công không ngờ có thể xuyên qua được lớp phòng ngự của cậu không phải phá vỡ mà là lách qua trong lòng cậu đang phân vân có nên nhận đòn hay không đương nhiên jimmer sợ chết sẽ không cho chú nguyền đó dính vào con quỷ khác cậu dùng phép phân tích hiểu ra chú nguyền khiến con quỷ chết cùng thân xác do tim ngừng đập Jimmer lo lắng bảo thứ hắn tạo ra không phải thuật thức mà là trực tiếp tạo ra pháp lực. Euler hiểu nếu thứ tạo ra từ thuật thức có thể dùng kết giới cản, đòn tấn công trực tiếp bằng pháp lực thì không. Nếu tên quỷ khỉ lúc trước Euler có thể gì thì tên này rất khó. Jimmer kể ra quỷ có phân chia cấp bậc, hạng 1 đến 10, đám dưới kia là hạng 10. Nên phép thuật có tác dụng, quỷ khỉ thì hạng 8, còn Jimmer là hạng 3, còn tên Guisame này hơn thế hắn thuộc vua chúa của quỷ giới gọi là quỷ tộc. Jimmer bảo Euler tránh xa hắn thì cậu càng tiến tới, Euler không muốn hiếm khi mới thấy con quỷ nào khó chết, Zimmer không thể nói nên lời. Dù hạng người thì quỷ vẫn rất mạnh rất khó bị phép thuật tấn công nhưng gặp kẻ mạnh như Euler thì khác, còn tên Guisame thì khác, phép thuật đối với hắn chỉ như bọt biển. Lúc này, Guisame búng một cây kim hắn tiện tay hóa ra mà phá tan hai lớp phòng ngự của Euler, như chơi đùa hắn biến ra nhiều thanh lớn hơn. Hắn đuổi bắt theo Euler, phá tan nhiều lớp phòng ngự của cậu, tới khi hắn dùng dịch chuyển tức thời mới khiến cậu dừng chạy, nhưng cũng chẳng tổn thương được cậu hắn biết cậu để ý dịch chuyển tức thời nên khoe khoang về nó hắn cảm thấy đám bị nguyền có một cơ thể tuyệt vời thì nên để quỷ tộc hắn sử dụng vì có cơ thể quý giá mà chẳng sử dụng đúng cách thì nên để quỷ tộc sử dụng ma lực trời sinh như hắn mới đúng cách dưới ánh trăng hắn thể hiện sức mạnh còn trơ chẽn bảo euler lựa chọn tránh né hay hứng đòn nhưng hắn lại giết cậu ngay tức khác dù mạnh đến cỡ nào euler cũng không thể tránh cái chết ngay tức khác hắn tự hào đặt tên cho sức mạnh này là ảnh lang bên kia đám quỷ thoát khỏi chất dính và chú nguyền của galia và van để cả nhóm chạy Talia đành dùng kỹ năng của mình cầm chân chúng, nhưng với năng lực hồi phục của quỷ thì nó lành ngay tức khắc, thấy thế Galia đẩy gen và van ra cửa thành. Anh sẽ hỗ trợ Talia dùng tuyệt kỹ, đám quỷ lúc này lo sợ, thấy cô đặt gươm lên cổ còn sợ hơn. Trong tiếng khóc của gen, Talia sử dụng kỹ năng, Guizame cảm thán chê chết vì hội sát thủ chẳng đáng, vì một đám giòi bọ chẳng chui ra khỏi đống bùn mà chết. Tưởng Euler có chút thú vị đùa vui nhưng chẳng còn, hắn tính đi dạy dỗ hội sát thủ thì bị Eller xuất hiện chém tới. Hồi nãy cậu dùng phép đất sét để thế thân, dưới ánh trăng cậu mở lời mời hắn đổi chỗ vì anh trai đã đến rồi Lúc này đội quân của nhị hoàng tử đến cắt ngang Talia Sức mạnh của kiếm hỏa hệ Euler và anh trai làm ra khiến cả bọn sững sờ Amber xuất hiện, anh nghiêm nghị bảo đội kiếm phép tấn công lũ quỷ Hỏa thuật thiêu đốt đám quỷ, lúc này Amber mới tính đến chuyện hội sát thủ, Sifa còn ác hơn Cô bảo bọn họ khai Euler ở đâu nếu không trả lời trong một phút thì cô chém đầu một người Vì sợ hãi nên cả đám khai Euler đang chiến đấu Gen thiếu chút nữa nói Euler đang chiến đấu với trùm quỷ may mà Babylon ngăn cản, họ đành lảng tránh bảo Euler đang đấu với tên quỷ quèn. Nhưng làm sao Amber và Sifa tin được, nhất là khi đưa quần lót của Euler DLAM chứng cứ họ có âm mưu xấu xa. Galia cuống cuồng giải thích đó là do dính chất nhầy của anh ta, càng nói càng làm Sifa và Amber giận dữ. Gen đành đứng lên bảo họ đã khai hết, họ chỉ biết Euler vì giúp họ báo thủ. Lúc này một tên quỷ tấn công Gen được Tam công chúa cứu, cô bảo có thể tin Gen trước tiên họ phải giải quyết đám quỷ trước. Amber nhờ Sifa đi tìm Euler. Gen cố níu để cô không đi thì cây cầu bị thuật pháp của Guisame phá hủy, hắn làm theo yêu cầu Euler rồi tiếp tục quá trình đơn phương tấn công cậu. Nhìn thấy mọi người an ổn rút lui hết Euler an tâm cậu có thể tập trung chiến đấu. Đám quỷ bị thiêu đốt rồi hồi phục, nhưng tình hình này không ổn, binh lính của Amber sử dụng kiếm phép sẽ tiêu hao, họ phải tìm cách để Sifa và Lizu đi cứu Euler càng sớm càng tốt. Amber muốn tìm Sifa thì cô mất tâm, nhìn bên cầu thì ra cô bảo Sizo nhảy qua kia để mình cứu Euler với cơ thể của chó ngáo đương nhiên không thể nhảy ra được em bị rớt xuống sông Sifa hấp tấp muốn tự nhảy thì một tên quỷ từ dưới bò lên tấn công cô cả hai tiếp chiêu khiến cả đám hoa mắt thấy Sifa là một người có kiếm thuật tốt tên quỷ lùn cười đáng sợ khuyên cô nên biết sợ hắn là quỷ hạng 8 mà hắn còn sử dụng thiên ma nhất đao lưu mạnh nhất quỷ giới Sifa cũng muốn cho hắn lời khuyên hắn cười khinh khỉnh bảo lời của mấy con sâu bọ chỉ như tiếng mũi vo ve nhưng khi Sifa bảo đầu hắn dính phân thì khiến hắn tức tối bên kia Amber đang suy nghĩ người dân bị quỷ chiếm xác anh có thể cứu họ không thì bị một tên quỷ tấn công. Babylon xuất hiện bẻ đầu nó, Babylon cảm thấy Amber rất tốt bụng như chơi vậy. Babylon khuyên dù hội sát thủ bọn họ có đánh tiếng xấu nhưng họ chưa coi thường mạng sống của ai, đám người trước mặt đã bị chiếm xác họ đã thật sự chết rồi nên đừng nhân nhượng. Lúc này Amber mới thật sự ra tay, anh nhìn người dân lo đót dũng cảm và kêu hãnh bị chiếm xác. Anh xin lỗi vì đã đến cứu họ trễ giờ đây anh sẽ để bọn quỷ trả lại thân xác cho họ. Phép thuật kết hợp với kiếm phép Euler nâng cấp, hỏa thuật như thiên thạch rơi xuống đất amber mất hết sức lực qua chiêu này nhưng nó giúp binh lính lấy lại tinh thần đây là trận chiến tăng thương dành cho người đã khuất bên kia sifa dùng sóng kiếm lao nhanh tấn công ánh kiếm như tia chớp xẹt qua xẹt lại tên quỷ dùng kỹ năng thiên ma đao nhất lưu sifa cũng dùng phong thái lang lít của mình từng chiêu thức lóe lên cả hai chiến đấu với nhau như hai con rồng trên sa mạc sức mạnh của cả hai tạo nên gió lốc khi kết thúc cả hai đều bị thương ở một bên mặt con quỷ có phép hồi phục nếu không thể giết nó bằng một chiêu thì nó không bao giờ chết nó hết thèm muốn cơ thể của đám bị nguyền nó thèm cơ thể của sifa có cô thì nó có thể sẽ mạnh hơn nó đổi tay sử dụng chiêu thức của con người nó đang mặc chỉ cần đi vào thân xác nào nó có thể sử dụng kỹ năng của xác đó lúc này sifa thực hiện chiêu thiên ma nhất đao lưu để đánh nó như cú vả mặt khác với nó cô chỉ cần nhìn nhớ và thực hiện hội sát thủ tức tối nãy giờ như được hả hê cổ vũ lúc này si do cũng leo lên được sifa mò vào đám lông mềm mịn rút ra một thanh kiếm một con quỷ đội lớp xác người trộm kỹ năng sao sánh bằng con người đạt tới cảnh giới cao nhất thông qua rèn luyện Thanh kiếm tuyệt đẹp dưới ánh trăng này là do Eller và tứ hoàng tử làm quà đáp lễ cho cô. Eller để ý thấy khi cô luyện tập với cậu hay kiềm nén sức mạnh, cậu yểm lên kiếm tăng sức mạnh và tĩnh dẻo dai nó sẽ chịu được sức mạnh của cô. Cậu còn tiết lộ, quỷ có dạng linh thể nhưng chẳng làm được gì nên chúng càn tạo thân xác và chiếm xác. Nhưng dù chiếm xác thì cơ thể đó vẫn là con người vì vậy thể xác chết thì con quỷ cũng sẽ chết. Tên quỷ nghe tên thanh kiếm của Sifa bật cười, nó không quan tâm còn cười đùa bảo đây chỉ là trò chơi của bọn nó, kế hoạch ban đầu chỉ có một mình chơi vì để chơi quay về bọn nó chiếm xác rồi gây chiến tranh sau đó là hội sát thủ nó nói khiến hội sát thủ phẫn nộ may là sifa ngăn cản sifa thủ thế cô nhẹ nhàng lướt qua tên quỷ rút khiếm lúc nào không hay nó đang cười đùa tiến lên lại không biết bản thân bị thành ba mảnh từ lúc nào thanh kiếm xinh đẹp được quấn chặt lại nằm gọn trong tay sifa một người đàn ông kiệt quệ ngồi trước điện thờ một con quỷ xuất hiện sau lưng nó gọi anh là chay chay đã đến giới hạn của sự sống cho dù vậy anh vẫn cố bảo mình sẽ không để con quỷ thắng ngươi sẽ thua chay nói mặc kệ anh Guisame nhập vào thân xác đã chết, nó kiểm tra cơ thể, năng lực vẫn bình thường, còn ký ức thì toàn hình ảnh của hội sát thủ khiến nó chẳng nhìn được phía sau có gì, nhưng nó mặc kệ, bây giờ là lúc thực hiện kế hoạch chiến tranh của nó. Sau khi Sifa hạ được con quy, cô nhẹ nhàng quỳ bên cái xác tưởng niệm, vì khi còn sống chắc chắn người này là một kiếm sĩ tài ba, hội sát thủ cũng dấm dứt cúi đầu tưởng niệm. Đột nhiên, một vụ nổ làm hơi nước tỏa ra khắp nơi, sương mù che mất tầm nhìn Euler hối hận việc ra chiêu đó, phải kể đến lúc đó trong lúc Kusame dùng thương pháp Mạn Đà La truy đuổi Euler thì cậu vừa chạy vừa nghĩ cách đối chiến với phép của hắn. Thứ nhất thương phép có đủ hình dạng có thể xuyên qua một hay hai lớp kết giới, nhưng kết giới mạnh thì không sao. Thứ hai là chú ngôn có thể xuyên qua kết giới, dính một cái là chết luôn, nó kết hợp với thương phép nên cậu phải vừa né vừa dựng kết giới. Và phiền nhất là ảnh lang, vì nó mà Euler phải di chuyển với tốc độ cao, nếu chậm hai giây là tên đó sẽ đoán được vị trí của cậu và dịch chuyển tới. Mục đích tên này muốn bào mòn sức mạnh của cậu. Eller bực bội nên muốn chủ động tấn công, dùng phép nhanh hơn ảnh lang thêm niệm chú đôi của Zimmer, bánh mì lửa đấm tới nhưng Gusema né được. Eller phải dùng khí công để cảm nhận vị trí của tên quỷ, Zimmer lo sợ hắn dùng ảnh lang nên bảo Eller tránh đi nhưng cậu chợt nhận ra hắn không tung chiêu khi cậu đứng yên. Nhớ đến hắn nói nếu thành viên hội sát thủ bỏ trốn thì hắn không tìm được, vậy là cách xác định tọa độ của hắn bằng mắt thường, vậy có lớp hơi nước này quá tuyệt. Cậu dùng loạn vũ phân thân để tấn công hắn nhưng tên này không vừa hắn để các phân thần lơ đâm và tìm ra người cho hắn cảm giác khác nhất để tấn công. Một hồi mà chẳng thấy đám phân thân biến mất, lúc này hắn nhận ra người bị đâm là giả. Nhìn đám phân thân bao vây mình hắn đoán lơ thật có lẽ bay ở trên, chẳng ngờ cậu đứng kế bên cho ăn cú lửa ngập họng, các phân thân tiếp tục xáo trộn. Nhưng những phân thân này chỉ có thể làm theo mấy lệnh đơn giản, lúc này, tên quỷ điên lên hắn dùng kỹ năng ngàn cánh quạ để đâm hết tất cả phân thân. Chợt một Eller dùng thuật phòng hộ, Tên quỷ dịch chuyển tức thời nắm đầu cậu mà bóp nát nhưng đó chẳng phải là Euler thật, hắn càng phóng ra nhiều thương giết phân thân mà chẳng để ý Euler tàng hình đang cầm kiếm phép tiến tới gần. Thanh kiếm này được gọi là kiếm hút phép, nó hút phép thuật và hoán đổi thành phép cho người sử dụng thậm chí còn có thể thực hiện phân tích. Lúc này, Euler đi vào thế giới phép thuật của Jay, nhìn biển trời xanh trước mắt cậu hiểu ra gì đó. Các phân thân theo lệnh mục nát, Euler hiện thân, tên quỷ muốn mời cậu cùng chơi đùa với mình nhưng lơ lạnh nhạt nói, có lẽ nó mạnh bẩm sinh nên chẳng nhận ra con mồi của mình như thế nào. Con người yếu đuối sống với đủ thứ bất tiện nên họ cần tích lũy, phép thuật cũng thế, mỗi kỹ năng đều bắt nguồn từ ước mơ của nhân loại. Vì thế so với mạnh mẽ vĩnh viễn, phép thuật thú vị hơn rất nhiều. Tên quỷ mặc kệ cậu, nó muốn dùng dịch chuyển đến Euler nhưng lại bị cậu đá một phát vào bụng đến sủi bọt mép. Vừa rồi Euler không dùng phép thuật mà là dùng khí công, tuy nhiên cậu dùng phép thuật để cường hóa phổi qua đó giải phóng năng lượng tới giới hạn. Cậu ung dung ngồi xuống chờ tên quỷ tấn công. Thái độ của cậu khiến nó hơi điên nhưng càng làm nó điên lên là cậu nhắc lại câu nói của chơi trước khi qua đời là ngươi sẽ thua. Dù điên lên nhưng nó vẫn bị lơ đập tơi tả. Nó chạy đến đâu cậu theo tới đó, nó bị đá rơi xuống dung nham. Nó không biết nơi này là đâu nên không thể dịch chuyển thoát thân, nó càng né thì càng bị đấm. Euler nghĩ đến cả kiếp trước và kiếp này cậu đều thích phép thuật, cậu nghĩ đến những người tạo ra phép thuật sẽ như thế nào nhỉ? Nếu trong suốt cuộc đời gặp được một người như thế sẽ vui biết bao. Chỉ cần nói chuyện thôi cậu đã vui rồi nhưng lúc này tên quỷ đội lốt chơi chẳng nói được gì cậu không còn vui nữa. Lúc này, nó cũng điên lên nó hút pháp lực xung nén thành tinh thể, dù có kết giới thì cũng bị nó nén, đó là bí chiêu của Guisame, biến vạn vật thành hư không, tên là cầu hắc tử. Guisame tung chiêu mạnh nhất của nó nhưng lơ chỉ phất tay là biến mất, nó sợ hãi kêu tiếng cún, nó còn hoảng loạn hơn khi nghe lơ nói cậu sử dụng giống chiêu của nó. Đó là phép hệ không gian hư không, hồi xưa chiêu này cậu đã thử, nhưng cậu nghĩ nếu dùng phép này tự đấu với nhau thì ra sao? Thế là cậu xếp chúng lần lượt rồi chờ kết quả, cuối cùng hư không triệt tiêu lẫn nhau và biến mất, tâm trạng của cậu lúc đó y như tâm trạng bây giờ cậu nhìn Gusame. Con quỷ nó không sừng cổ mà chỉ rủa Euler nhưng cậu chẳng để tâm mà còn bị lạnh hắt xì ra nước mũi khiến nó tức giận dịch chuyển bóp đầu cậu, nhưng nó đã đụng phải một con quái vật với pháp lực cuồn cuộn, bây giờ Euler chỉ quan tâm liệu nó bị hư không nuốt có chết hay không. Pháp thuật hư không như vì sao bao trùm cả bầu trời đuổi theo con quỷ. Lúc này, nhóm hoàng tử Amber chiến đấu với đám quỷ thuộc hạ sương mù cản trở tầm nhìn nhưng lại là chiến trường tốt nhất của nhóm người nhạy bén Sifa, Lizu. Hội sát thủ cũng hỗ trợ, nhất là Gen, độc của cô khiến đám quỷ chậm chạp, chợt Amber nhận ra không thấy mặt trời, lẽ ra giờ này phải có. Cả bọn lo lắng ngước nhìn mây mù xung quanh nhưng chẳng biết trên trời cao đã bị pháp lực của Eller bao trùm thành đêm tối. Guisame bị hút vào hư không lấp lánh, nó muốn từ bỏ cơ thể nhưng bị sát cắn lại, vì sợ chết mà nó giả thành chây gọi tên mọi người của hội sát thủ nhưng bị Euler lạnh nhạt bóp nát. Cùng với sự biến mất của nó, mặt trời lộ ra với ánh sát dịu nhẹ chơi ẩn hiện trong luồng sáng đó anh cười vui vẻ rồi biến mất gen chợt trào nước mắt quá khứ chơi từng vui vẻ kể về thất hoàng tử người mới sinh ra đã làm nổ lâu đài chơi vui lắm vì đây có thể là một thiên tài pháp thuật chắc hẳn Euler có thể phá giải lời nguyền cho bọn họ cho dù bị galia mắng thì anh vẫn rất mong đợi gen ngồi trong bàn ăn bụng mặt cười khúc khích đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gen Euler tạo một ngôi mộ riêng cho chơi Jimmer lúc này mới khó hiểu hỏi tại sao hư không có thể tung chúng được nó thấy chiêu đó rất chậm Euler mới giải thích là do giải mã được ảnh lang nên cậu tạo ra một phép cảm nhận ảnh lang khi nó bắt đầu thi triển. Chỉ cần liên kết hư không và với bản thân cậu thì có thể tự động né tránh và đuổi theo. Trận này là nhờ vào lúc cậu vào không gian ảnh lang, phép thuật ở đó được sắp xếp gọn gàng rất đẹp. Đó là nhờ chơi, trước khi chết đã hoàn thành xong thuật thức ảnh lang và giao phó lại cách khắc chế ảnh lang. Trận này không phải Euler thắng mà là chơi thắng. núp sau gốc cây nghe hết, cô cảm động bật khóc, cô muốn cảm ơn Euler thì Amber đi tới. Anh biết L làm mộ cho Chay và còn biết hội sát thủ muốn đối phó với Chay nên tìm một pháp sư là L chiến đấu. Nhưng họ không biết rằng Chay đã chết và đám phát động chiến tranh là đám quỷ đội lốt người. L mới thở phào. Amber rất tự hào vì có một em trai dũng cảm nhưng anh không dễ bỏ qua việc làm của hội sát thủ. Họ sinh tồn bằng cách giết người, bắt cóc hoàng tử và gây nên chiến tranh. Và hội sát thủ cũng nói muốn trục lỗi bằng cách phục vụ cho L suốt đời. Nếu không được họ chấp nhận tất cả trừng phạt. Lúc này Amber nghiêm túc giơ kiếm đặt ngang cổ L. Việc này khác với nuôi chó mèo nếu một người hầu của Eller phạm tội thì trách nhiệm thuộc về Eller và có khi ảnh hưởng danh dự hoàng gia, anh muốn cậu lựa chọn. Eller đồng ý lời anh nói, cậu sẽ nói chuyện rõ với họ và cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu họ phạm tội. Lời nói của cậu khiến mọi người ngạc nhiên, Eller càng tự hào về em trai mình, anh muốn Lơ dựa dẫm vào mình. Dù cho thế nào anh cũng sẽ giúp cậu, anh ôm chặt dụi mặt vào cậu, tấm lòng anh trai bao la như biển cả. Sau đó Tăng Ô từ xa chạy đến hỗ trợ nhưng nhìn khung cảnh lúc này cô biết mình đến trễ rồi quê sẽ chạy đi, Cuối cùng Amber phải đuổi theo rủ dê cô mở tiệc trước mộ chay. Đây là buổi tiệc cảm ơn cô vì đã giúp đuổi quái vật. Amber thoải mái để hội sát thủ mở tiệc trà theo phong cách của họ. Cuối cùng cả đám bung xóa hết mình. Amber còn bị Talia gẹo nhưng với tên sát gái như anh thì nó chẳng hề hấn gì. Chỉ là không ngờ Talia dùng kỹ năng khiến anh say rượu. Anh đến gần Galia tính toán việc quần của Euler dính chất nhầy. Mọi người gọi tên Sifa ngăn cản nhưng chẳng thấy. Thì ra Sifa cùng với Lizu. đi ngâm suối nước nóng là Gen hẹn ra cô muốn xin Sifa để mình làm hầu gái với cô. Lúc này Sifa thản nhiên chỉ Lơ đứng trên bờ muốn cậu quyết định. Eller muốn trốn mà chẳng được. Gen lúc này bối rối bày tỏ cô vẫn còn tự ti về bản thân và quá khứ độc chết người khác. Lơ chỉ hướng cô có thể làm thầy thuốc cứu người. Gen mới nhận ra trước giờ Eller chưa từng xem hội sát thủ là kẻ bị nguyền. Cô tìm thấy được bản thân trong mắt Eller. Bộ phim đã khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.